giới thiệu với các bạn món cá song hóa rồng. Món cá song hóa rồng thì gồm có nguyên liệu chính là cá song tươi sống Vân Đồn, tôm bóc non, thì là trứng, hạt tiêu, mì chính, hạt nêm, đường, sả, gừng, ớt, bột chiên giòn, bột chiên xù. Câu đầu tiên là mình lọc cá. Mình đưa dao liền để cá nó không bị nát thịt. Con cá song này cân 8 và dùng cho 6 người ăn. Lọc ra xong rồi mình bỏ hết xương răm. Sau khi lọc xương tôi sẽ thái miếng để tẩm bột chiên. Thái đôi nhưng mà không đứt. Sau khi thái xong thì mình sẽ ướp gia vị gồm mì chính, hạt tiêu, rắc đều lên và hạt nêm, trộn đều lên để gia vị ngấm vào cá. Sau khi trộn chúng ta để 15 phút, chúng ta chế biến tôm non. Cho một ít tiêu, một chút đường và một chút mì chính, thì là băm nhỏ. Chúng ta nhằm xay nhuyễn. Sau khi xay nhuyễn ta sẽ được thành phẩm như thế này. Chúng ta sẽ quết tôm xay nhuyễn vào miếng cá đã xẻ đôi ra. Sau đó mình gấp lại. Chúng ta sẽ làm lớp bột áo cho cá. Sau đó chúng ta nhúng miếng cá qua bột áo và tẩm vào bột cà mì. Khi dầu nóng thì mình cho miếng cá chiên xù vào. Dầu không cần phải nóng quá bởi vì sẽ bị cháy bột chiên xù bên ngoài. Sau khi mình chiên xong thì mình sẽ trang trí. Vâng, và sau khi thưởng thức món cá song hóa rồng thì Ngọc Anh cảm thấy rằng là cái vỏ cá bên ngoài rất là giòn nhưng mà bên trong thì rất là mềm, đặc biệt là kết hợp cùng với lại thịt tôm giữ được độ ngọt của cá. Ngọc Anh tin rằng đây là một món ăn mà các bạn không nên bỏ lỡ khi đến với Quảng Ninh. Còn đến đây chương trình xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại.